đây. Thank you.
định đi đâu? Cháu định đi làm ạ. À, thế là bác muốn sang nói một tí chuyện với cháu. Dạ vâng, nhà đó. Bây giờ bác sang đây để tôi giới thiệu cháu là đây con trai của bác. Thế ý bác muốn sang đây thì giới thiệu với cháu xem mà ý của cháu bác muốn đón cháu về làm dâu cho con trai của bác, cháu có nhất trí không? Dạ. Bác để cháu suy nghĩ trước đã, bây giờ tôi qua cháu không trả lời được ạ. Thế cháu suy nghĩ nhanh nhanh nữa trả lời cho bác này. Thế bây giờ bác nói này dù được hay không được thì để cùng bác uống một chén rượu với bác. Vâng, bác với cháu sẽ hát cháu uống rượu. Thế thì bác cũng không biết nói ạ. Thôi, thế bây giờ thế này. Thì nói câu chuyện cũng chỉ có thế rồi, thì cháu cũng thông cảm. Thì thôi, bây giờ mẹ con bác xin phép về. Thế có gì thì cháu trả lời bác sau nhá. Thế đi, con về đây con. Chào bác, có gì bác cả. Ờ, không có gì hết. Thế nào đây? Chào cho bác nhé. Ừ, thế tôi nhé. Mẹ đây. Vâng. Em đồng ý lấy anh đi.
Thì cháu bán rau à? Dạ vâng ạ. Chú muốn bó, chú nghèo lắm. Chú không có. Thì chú xin nhá, chú muốn bó. Vâng. Ê, chú xin đây. Vâng. Vâng, chú xin. Vâng. Có gì cháu cảm ơn nhá. Vâng.